Chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Yêu Man Gel, thuốc dạ dày chữ Y, bảo vệ niêm mạc, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Chỉ trong một chút xíu đó thôi, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị hai cặp đôi và sẽ kết nối họ với nhau để xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau không nhé. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Cảm ơn. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý trọng cái mối tình mình, hạnh phúc mình, đang có đó. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các bạn ở trong trường quay. Em tên là Bùi Quý Khang, năm nay em 33 tuổi. Em là người Hải Phòng, em vào Sài Gòn được 1.5 năm rồi. Hiện tại em đang là kiến trúc sư. Em đang ở quận nào? Em ở quận 1. Mời bạn gái giới thiệu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ. Em năm nay 27 tuổi. Quê em ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết trang điểm, là người dễ gần, là biết lắng nghe, chia sẻ. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị, nhiều khi hiền quá bị ăn hiếp á chị. Vậy hả? Dạ. Rồi ai mà ăn hiếp nhẫn tâm. Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không? Điểm yếu của em là em hay quên á chị, gọi là não cá vàng á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa, điện thoại. Phòng trọ em trên lầu 3 á chị. Mà sáng nay em đi làm em cũng phải đi xuống dắt xe rồi sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại đi xuống rồi xong lại quên cái máy kiếm tại em bị cặn á chị. Trời ơi, quên mà không có máy kiếm là sao em đi từ trên lầu 3 em xuống tới dưới được? Sáng nào cũng tập thể dục á chị. Bạn trai. Ưu điểm của em thì là trong tình cảm em rất là trung thủy, em rất thích thể thao, yêu động vật. Thích con gì? Và em thích nhất chó. Quyết điểm là em có hút thuốc, em làm việc hay về trễ và em đi đá bóng khá là nhiều. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng có vợ và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa, thế là hai mối tình chính thức của em. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Có cháu nào chưa? Bọn em chưa. Cái thời điểm đó em cũng tập trung đi làm việc, cũng ít thời gian ở nhà, ít thời gian gần gũi cô ấy. Mà lúc đó em đi công tác xa nữa, không có nhiều thời gian để gần gũi nhau, thế là tình cảm nó cứ giãn đứt dần. Cô đấy có tình cảm với người khác. Đó là hai cái mấu chốt. Để anh qua anh xin phép đàn gái trước cái đã. Dạ em chào. Ôi, anh chào gái dễ thương. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý hơn. Trọng cái mối tình, cái mối tình mình, hạnh phúc mình đang có đó anh. Em không quan trọng. Không quan trọng đúng không? Dạ miễn sao là tay cảm ơn em. Chỉ hỏi thế nên đỡ lo thôi. Dạ. Anh lên đây thì là kiến trúc sư. Anh cũng dễ thương ha. Có bạn gái thì anh có dành nhiều thời gian mà cho bây giờ em phải rút kinh nghiệm rồi. Dạ. Câu hỏi này anh sẽ hỏi lại bên đây liền nha. Dạ. Anh chờ xíu nha. Bạn gái được lắm em. Là sắp tới có bạn gái nữa thời gian sao? Nói liền luôn. Khi mà em đến với ai á thì người đó sẽ rất quan trọng với em. Em không muốn là cái việc chia tay nó lặp lại nữa. Nhưng khi mà em quyết định đến với một người nào đó thì em sẽ cố gắng để chọn hết cái gì em có thể có. Được chưa em gái? Dạ được à. Rồi, được rồi. Bây giờ tiếp mình chia sẻ chuyện tình trường của mình cho ảnh nghe đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình tuổi học trò, tình đầu của em á chị. Nói chung là tình đầu đẹp nhưng mà thì thường gian dở. Mối tình thứ hai của em thì em cũng có quen anh đó, cũng đã có gia đình rồi chị. Do lối sống với lại cách sống của hai người rất là khác, với lại anh đó là có con rồi á chị. Thì ảnh chỉ muốn là ở vậy nuôi con thôi á chị. Chia tay anh đó lâu chưa? Dạ cũng hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Ba mẹ em cũng không có quan trọng về cái chuyện mà bên bạn trai thì có gia đình rồi chị. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện tương lai nè. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em không thích bạn trai hút thuốc chị. Lúc nãy em có nghe bạn trai anh bên đó nói là ảnh hút thuốc. Thì bây giờ đó là khuyết điểm của ảnh. Dạ. Nhưng mà biết đâu có em về thì anh sẽ bỏ được cái khuyết điểm đó. Được không em trai? Dạ được ạ.
nhớ nha, được mà chắc chắn em hứa. Nói đi. Thế và khó bỏ lắm đó nha. Nói lớn cho cô gái kia. Thực ra là em cũng rất đang cũng rất là muốn là em bỏ thuốc, mà em cũng muốn là cái người bạn gái của em cũng sẽ làm động lực cho em. Rồi, nhớ nha, tôi ghi nhớ rồi đó. Bỏ bằng cách nào anh? Em có thể đánh đập hay làm gì cũng được em. Trời ơi, đây ta hiền lắm. Ta khóc thôi à. Em còn muốn cái gì ở người bạn trai nữa không? Em muốn bạn trai em sống tình cảm, hiểu với lại thông cảm cho em. Không có kiểu như là nóng tính lúc đó để làm bạn gái mình tổn thương, rồi sau lại quay lại xin lỗi. Thì em rất là ghét những người như vậy. Em không thích những người gia trưởng bảo thủ. Được không thay? Em thì là người khá là biết lắng nghe. Em nghĩ là em không có tính gia trưởng. Em thưa chị. Có không? Có gia trưởng không? Em nghĩ là em không rồi. Mình đã sẵn sàng cho cái kết hôn lần nữa chưa? Em sẵn sàng chưa ạ? Thực ra em rất mong muốn có một gia đình. Mình sống một mình hay sống với ai? Em sống với cả bố và em gái. À, hiện tại là giờ như vậy là sẽ làm dâu đúng không? Vâng, làm dâu ạ. Rồi rủi về trong nhà mà có sự bất hòa giữa vợ mình với em gái mình thì mình giải quyết làm sao? Em phải phân tích đã, vì trong trường hợp có những trường hợp là em gái em đúng thì em phải phân tích cho vợ bạn gái em hiểu. Thứ hai là bạn ấy đúng thì em phải phân tích cho em gái em hiểu. Nói như là hai người phải có cái sự nhìn nhận đó. Đã, nhưng mà trên thực tế là có những trường hợp là em chồng với chị dâu là cặp mặt, có cô là không có tôi là không có cô, thì em phải làm thế nào? Thì chắc em dọn ở riêng. Ừ, thì vậy đi. Thực ra em không mong muốn rồi. Nhiều khi không mong muốn là sẽ gặp. Cái đầu em gái đang ngồi dưới kia. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mình mấy bạn lường trước được rồi. Thôi. Em trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ, biết nhường nhịn một chút, phải biết giữ bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài. Nhà gái hiền lắm, rất là hiền dịu. Rất có hậu nha. Rồi. Dễ thương lắm á. Mình hỏi thêm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân với lại chị đồng nghiệp của em. Rồi, cho chị gặp bạn của em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn. Dạ, em thấy bạn nam bên đây á cũng được, cũng chân thành, nên em cho bạn cô một cơ hội tiếp tục ha em ha. Vậy thôi hả? Có hỏi muốn hỏi gì bạn trai không? Bạn Hường á thì bạn hơi hiền và bạn cần một người chăm sóc, em có thể lo lắng và chăm sóc yêu thương bạn hết lòng của em được hay không? Dạ chắc chắn vậy, nếu mà người đấy là người em yêu thương. Chị hiền khô không? Em còn hiền hơn vậy luôn á. Dạ. Ừ. Cho em gặp em gái nha. Em gái đúng không? Dạ vâng, em gái em ạ. Trời ơi, em gái cũng đẹp mà chị dâu cũng xinh. Thế chị, thì em có một điều muốn hỏi là anh em đã từng trải qua một lần đấy ạ. Chị có thông cảm được cho anh em và có thể yêu thương anh em thật lòng không ạ? Thương ai mình rất là chân thành. Mỗi lần thương ai thì mình thương hết lòng lắm. Chuyện đó là không vấn đề. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Anh trai em dễ thương lắm. Trời ơi. Nhưng mà nhớ không ăn với chị dâu nha. Dâu hiền lắm á. Em hiền lắm chị ạ. Thương chị dâu nha. Dạ. À. Mong anh chị có thể đến với nhau ạ. Trời ơi, em gái dễ thương không? Dễ thương. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp đi. Chào anh. Anh có bấm bông hoa tặng. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh thấy em sao? Thật sự là anh mới gặp anh khá là rụt rè, chưa biết phải nói với em như nào ạ. Quý vị phụ nữ trước em cảm thấy nào về anh? Anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em. Anh ấy mới gặp thì em sẽ thấy anh rất là khá là lạnh lùng. Dạ. Khó gần. Nhưng mà khi em quen anh thì anh khá là lầy và vui tính. Thôi hát bài tặng bạn gái đi. Gặp em đây, anh xin hát tặng em và mọi người bài Tình Đơn Phương. Sao lại hát là Tình Đơn Phương? Nhiều lần ngập ngừng muốn ngôi tiếng yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thương ngây chưa vương sầu lây. Không sao anh hả thầy? Cảm ơn. Thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Thực ra là công việc của anh cũng khá là bận, nhất là vào những thời điểm mà anh nhiều dự án cùng một lúc. Thì có những lúc là anh sẽ phải làm việc đêm và thường là hay về muộn. Về muộn là mấy giờ anh? 7-8 giờ. Mấy giờ cũng không muộn lắm, lúc đó đi chơi được mà. Nhưng mà bố mẹ em cho anh về được mấy giờ chứ anh không biết. Em ở với anh hai, anh về trước 11 giờ. Nếu mà em nhanh quen nhau thì khoảng bao lâu thì anh có ý định kết hôn? Anh thì thấy là thời điểm nào thích hợp thì mình sẽ kết hôn thôi, không nhất thiết là mấy năm. Khi nào mình thấy là hai đứa đủ hợp, đủ có thể chung sống và đủ lo cho nhau được. Đúng rồi.
sao? Hai bên bàn cũng đi. Dạ con cái thì em Mỹ cũng được, trên hai là được ạ. Thì em thích mấy? Nói luôn đi. Bên kia kìa. Em thích hai thôi, để nhiều quá đau lắm anh. Dạ, nếu mà em đang quen nhau thì vấn đề đầu tiên là em muốn anh bỏ thuốc. Ok, em sẽ dài bỏ. Gì mà nói não cái già. Bây giờ mặt thẳng mặt nhìn nhau hứa lại một lần nữa. Dạ, anh sẽ bỏ thuốc. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là thử hẹn hò với nhau để tìm hiểu. Em muốn nói là anh có thể đọc cái tựa đề trên cuốn sách được không ạ? Đây là cuốn Hạnh Phúc Từ Gần. Thế là em muốn nói là cũng là cái tựa đề cho cuốn sách à. Em mong cái hạnh phúc của em thì nó gần hơn đến với em. Gần hơn hả? Rồi đặt tay vào nút bấm đi em. Giờ phút quan trọng đã đến. Bây giờ tất cả những gì các bạn nói đã trở thành một biên bản ghi nhớ trong cuộc đời của hai bạn rồi đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Thông báo bạn gái là bạn trai bấm từ lúc chưa đếm luôn đấy. Đây là chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây là phần quà của nhà tài trợ Zoom Manzel gửi tặng hai bạn. Cảm ơn cô anh chị. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là một món quà, đó là một Smart TV Pana TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì TV sẽ có trong nhà của các bạn. Dạ, học lên ạ. Hôn nhau đi hai bạn, để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt, không buông tay ra nhé. Trời ơi, gì gồng? Gì gồng dữ vậy? Hả? Nắm tay nhau, nắm tay nhau đi nào. Rồi. Chúc các bạn hạnh phúc. Em cảm ơn anh chị giáo chương trình, cảm ơn rồi. Quen rồi mới bựa được cái chuyện, không quen sao em bựa. Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Em ghét nhất ở người bạn trai đó là tập tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có một ít bảo thủ. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi mình giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Hải Dương. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là nhân viên IT. Xưa giờ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Quận mấy em? Dạ em ở quận Tân Phú. Bao nhiêu tuổi em? Dạ em 27 tuổi. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ xin chào chị, xin chào khán giả. Em tên là Phạm Thị Thùy Trang, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Long An, em đang sinh sống với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận 1. Em làm công việc gì? Dạ trong bộ phận cung ứng hàng hóa của công ty. À cung ứng hàng hóa của công ty. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em người khá vui vẻ, dễ hòa nhập. Còn điểm yếu thì chắc là em hay giấu nỗi buồn, không chịu chia sẻ trực tiếp với chị. Chỉ khi nào mà chuyện nó qua rồi thì em mới chịu quay lại nói với người đó. Dạ đúng không? Vậy là thiệt thòi rồi, chi cho mệt vậy, buông xả ra cho nó khỏe. Nhưng mà nhiều khi nó không, thời điểm đó nó không đúng lúc với chị, không nên xả lúc đó nên em hay giấu lại. Là lúc em buồn em làm gì? Dạ buồn thì chắc khóc mình. Trời ơi, thấy thương không? Bây giờ ráng có bạn trai để có gì khóc với bạn trai ha. Dạ. Rồi, bạn trai mình thì điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là không có rượu bia, không có cờ bạc, không gái gú và không hút thuốc. Có thích con gái không? Dạ, có. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là lâu lâu cũng hơi bảo thủ tí. Và ban đầu thì có thể là mấy bạn nữ nhìn có thể là thấy em có vẻ lạnh lùng. Nhưng mà sau khi quen rồi thì có thể là nói chuyện vui vẻ và hòa đồng, có thể bữa. Tình trường thì sao hai bạn? Em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình chính thức nữa hết. Nhưng mà có tìm hiểu sơ sơ về một vài bạn nam nhưng mà thấy không hợp nên là không muốn tiến xa hơn. Mình có nghĩ lý do tại sao là mình chưa tìm được người bạn trai không? Em không biết sao em ấy, chị thiệt là không biết sao luôn, không biết tại sao. Nhưng mà theo như bạn bè nói thì em kén chọn quá, em thấy em đâu kén chọn gì đâu. Thì tại mình cũng chủ động nói chuyện với người ta mà thấy người ta cũng không đáp trả gì là hết, cũng không, chỉ là nhắn tin qua Facebook hoặc là Zalo đó thôi à chị. Chứ còn mà cũng không chủ động xung số điện thoại của mình, cũng không có đủ đi ăn chơi này nọ thì em thấy đâu phải lo lỡ em đâu. Người ta cũng làm quen. Dạ cũng có nói chuyện sơ sơ mà không ai xin số điện thoại, không ai rủ đi chơi gì hết. Dạ,
Chết cha sao kỳ vậy ta. Em có bật đèn xanh cho tao hay là em tắt hết đèn? Em chủ động nói chuyện rồi đó anh. Em toàn chủ động người bắt chuyện đầu tiên không mà. Nhưng mà nếu vậy thì phải coi em nói chuyện như thế nào. Đúng không? Em chủ động em nói chuyện mà em phải nói chuyện như thế nào. Em nói chuyện người ta cũng hùa theo, nói chuyện cũng vui mà. Thấy người ta nói chuyện xong cười. Nói chuyện vui vẻ có hơi chảnh chảnh không? Phải nói chuyện với ông trai không? Em nói chuyện bữa. Đó, em nói chuyện bựa quá. Nhiều khi mình chưa quen biết, chưa gặp mặt mà em bựa quá người ta sợ người ta chạy. Không, quen rồi mới bựa được chứ chị. Không quen sao em bựa. Quen người ta đâu chưa sinh số mà quen cái gì. Không, ý là không biết sơ sơ về người ta như thế nào là... Cái em bựa là bựa làm sao? Em còn sống chưa chết. Em còn sống chưa chết. Bạn còn, kia nhắn lại vậy thôi em sống mình đi em. Trời ơi, vậy bây giờ mình phải thay đổi. Dạ. Thay đổi chiến thuật. Ví dụ như mình nói với chuyện với anh này mà anh đó ảnh im lặng, anh không rủ mình đi chơi, là qua anh khác mình phải đổi chiến thuật liền. Mình phải dẹo, từ bữa mình chuyển qua dẹo. Em không quen dẹo chưa em. Phải diễn. Ở khi nào vô chồng gặp mặt nhau rồi lúc đó mình cứ đúng thật con người của mình. Đúng không? Dạ đúng. Cố gắng nha, cố gắng. Để tôi hướng dẫn cho. Rồi, bạn trai có mấy mối tình rồi em? Dạ em thì có 3 mối tình mà 2 không chính thức. Mối tình gần đây nhất thì chia tay khoảng hơn 1 năm rồi. Thì trong thời gian đó em cũng không có quen ai. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ em kéo dài 1 năm. Quen năm, bỏ dạ. nhau năm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy cũng chưa có sâu sắc đúng không? Dạ. Bạn muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn gái là mẫu người của gia đình. Cao trên 1m55. Nếu mà da trắng thì càng tốt, còn không thì không sao cả. Mẫu người gia đình nó nói chung chung dạ, quá. Thì là phụ nữ nào cũng lo cho gia đình hết trơn á. À, dạ là đừng có ăn chơi quá hay là... Gái ăn chơi hả? Ăn chơi quá là như thế nào anh? Ở mức nào thì được? Mức nào? Ví dụ như là tối nào cũng đi chơi. Đi chơi 12 giờ về có gọi là quá không anh? Ngày nào cũng đi ba ví dụ vậy. Nhìn, nếu mà tỉnh thể đi ba thì sao? Không, đi ba thì không sao, lâu lâu mình đi anh... cũng bình thường, không vấn đề gì cả. Anh có thích đi ba không? À, anh thì ít đi nhưng mà anh cũng không thích nơi nóng nhiệt lắm. Anh những thích những nơi mà nhẹ nhàng thôi. Ví dụ một chỗ mà anh hay đi. À, những quán cà phê mở nhạc nhẹ. Ok. Và nói chuyện với bạn bè. Và sở thích của anh là cũng thích đi du lịch. Thích đi bằng xe máy hay bằng xe hơi? Anh đi cái nào cũng được, phương tiện nào cũng được. Anh thích cái nào hơn? Em biết là cái nào cũng được mà anh thích cái đi nào thì hơn. Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Máy bay mất tiền quá hay sao anh? Đi không để đi Vũng Tàu thì đi máy bay. Anh thường anh đi, anh có kế hoạch hết rồi. Anh có kế hoạch, anh lên lịch trình cho năm sau. Thì anh sẽ đi những điểm nào và anh săn vé giá rẻ để anh đi. Ok. Còn mẫu người bạn trai của em thế nào? Thì chắc cao trên khoảng 1m65. Bề ngoài vừa nhìn không mập, không tròn, không ốm, không cần sáu múi luôn. Về tính cách thì em chưa xác định, nhưng mà ba tính cách em có thể là em ghét nhất ở người bạn trai đó là độc tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có ba tính đó không anh? Anh có một ít bảo thủ. Một ít là sao? Ví dụ cho em biết đi. Bảo thủ của nó không phải là xấu mà là mình có bảo vệ cái quan điểm của mình thôi. Nhưng mà anh không có phải là 100%. Anh cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, chứ anh không phải là lúc nào cũng gọi là gia trưởng là bảo thủ phải như thế này, phải như thế kia. Ý anh nói anh chỉ lâu lâu có một cái bảo thủ không ai có thể cản được hết. Anh đã quyết rồi, tức là cái việc mà đưa tiền cho vợ là không ai cản được hết. Đúng không? Ví dụ vậy. Không ai có thể thay đổi ý kiến của tôi được hết á. Còn bạn trai, còn điều gì mà cái chuẩn ngoại hình không? Em mập hơi gì? Mập tí cho nên... Em mập chắc anh ốm à. Bạn trai mập tí được không em? Dạ được, tại em cũng tròn em. Ủa nếu bạn gái mập tí được không em? Dạ không sao chị, đừng có mập quá là được rồi. Sao là quá? Trời dạ thì anh. Em nếu mà mập quá thì thành số 10. Bao nhiêu ký thì vừa anh? À, cái này anh cũng không đo chuẩn mực được, phải nhìn mắt. Thì sao có những người bạn gái trước của anh á? Chưa, chị là mập hay ốm hay là vừa? Dạ chị là vừa. Chị là vừa. Có vừa đâu, hơi đó, hơi bự á. Thôi cái chuyện mập ốm không có quan trọng. Dạ. Mập ốm thì mình còn có thể tập thể dục, tập thể thao. Dạ. Ốm thì mình ăn nhiều vô. Dạ. Đúng không? Mập thì mình diet, quan trọng là con người. Dạ dạ. Bây giờ nếu như em tìm được một cái người phù hợp thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, em dự tính là năm 2019. Dạ, thì năm sau em sẽ sửa nhà để chuẩn bị. Nói chung là em là một con người luôn luôn lên tất cả một kế hoạch trước cho mình. Để mình chuẩn bị cho nó chu đáo. Tốt chứ có gì đâu, đàn ông gì là tốt. Tốt đó. Cả đi du lịch cũng vậy, phải chuẩn bị có tiền mới đi được chứ. Thôi thôi sao đi. Rồi, mình đang ở với ai? Có phải làm dâu không em? Dạ, em đang ở với mẹ em và em gái. Bố em thì mất lâu rồi.
Rồi nếu mà về thì chắc phải làm dâu, tại vì em gái nếu mà lấy chồng thì sẽ đi theo chồng. Thì bây giờ mẹ em với mẹ thôi. Dạ, thì nếu mà để mẹ em ở một mình thì cũng thường tao sợ không sợ mẹ chồng như tao sợ em gái đó. Em gái bao nhiêu tuổi rồi, gần đi lấy chồng chưa? Dạ em gái em nhỏ hơn em 4 tuổi. Có người yêu chưa? Dạ có rồi. Tưởng đâu chưa, mời tới bạn muốn hẹn hò đặng tôi cho lên xe bông liền luôn. Dạ. Hả? Dạ. Mỗi hỏi nhiều quá hả? Là mai làm dâu được không cưng? Dạ được chị. Em biết dọn dẹp. Em dọn dẹp giỏi nhưng mà em không biết nấu ăn. Thì em từ biết phụ cái mình cắt rau. Không, cái đó vậy được em ơi. Cái đó mình học được. Không sao á. Dạ mẹ em đã chỉ bao nhiêu năm em vẫn không nấu được. Nấu ăn dễ mà có gì đâu. Cái đó mình học được. Dạ bắt đầu là mình nêm sao cho vừa miệng cả nhà. Anh em không biết nêm. Em vừa miệng em là vừa miệng cả nhà thôi. Thôi rồi. Dễ thương nha. Dạ, cái nhỏ nè. Dễ thương thiệt. Dạ, nghe thiệt chút mấy nha. Dạ cảm ơn anh. Rất là dễ thương. Nhưng mà giọng em á rất là lạ nha. Dạ lạ sao anh? Tức là giọng dày đó, giọng thổ nữa. Giọng trầm. Có ghen không? Ai không ghen anh. Không phải ghen. Có ghen ít nhiều thôi chứ. Đúng là ghen là bên kia mệt lắm á. Nhưng mà bạn kia bạn nó không có gái gú mà. Thì chắc không ghen đâu. Ủa không phải có gái gú mà. Ví dụ đi đường gặp bạn bè vô vòng trong cơ quan trở về gặp vô tình thắng ghét ôm ít. Gặp em dính rồi xong. Không em bình tĩnh lắm, phải hỏi có chuyện gì đang xảy ra chứ rồi. Hỏi liền tại đó luôn hả? Quýnh bậy người ta quýnh mình là sao anh? Ai quýnh là em. Nhưng bất ngờ ta quýnh bất chợt không phải sao, không kiểu là bị ăn quýnh hết chị. Trời người này mà không có người yêu ta thì có dễ thương mà. Ai cũng nói vậy, 26 năm rồi em vẫn vậy. Bên đàn trai cũng thấy ưng cái bụng với đàn gái rồi đó. Đàn gái cũng dễ thương lắm à. Được lắm trai. Được á. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với chị gái, một bạn thân với lại hai người chị trong công ty. Rồi. Chị ruột á em hả? Dạ vâng chị ruột ạ. Dạ chị ruột. Trời ơi chị ruột, trời thon thả quá. Dạ em chào hai MC ạ. À, với lại các bạn khán giả ở đây ạ. Chào chị. Về bạn nam á thì chị thấy bạn là người rất là điềm đạm và có kế hoạch rất là cụ thể. Mặc dù bạn nói bạn gia trưởng nhưng mà chị thấy là bạn hơi hiền chứ đâu có gia trưởng đâu. Cái này về sợ vợ lắm á. Bé Trang nhà chị thì nó nói chuyện ban đầu thì có vẻ hơi lấn lướt nhưng mà sống rất là chân thành ha. Yeah. Thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Yeah. Ok. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn em và cùng đồng nghiệp với công ty ạ. Rồi, trai đi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em xin đại diện anh Linh, anh Dương. Xin nói lưỡi như thế này. Dương, mày phải bấm nút. Bé này rất là dễ thương và rất là nhanh nhẹn và hoạt bát. Có thể bổ sung bù trừ cho những gì mà đang thiếu. Ok chưa? Rồi. Rồi. Còn đối với Dương á, Dương là một người rất là nghiêm khắc và rất là dễ thương. Vừa nghiêm khắc và vừa dễ thương. Nên em hãy nên bấm nút chọn Dương nhé. Như anh cho em một ví dụ về tính cách nghiêm khắc của anh ấy được không? Là khi anh ấy làm việc, khi anh ấy làm một công việc gì đó mà anh ấy muốn hoàn thành thì là anh ấy phải hoàn thành trước kế hoạch 1 hoặc 2 ngày. Và không bao giờ để trễ hẹn với bạn bè hoặc là nhiều thứ. Thì anh thấy tính đó rất là tốt. Dạ. Và nếu mà là một người đàn ông của gia đình thì rất là ok. Dạ vâng, cảm ơn anh. Hãy kéo màn lên cho họ cảm nhận về nhau và họ sẽ quyết định. Kéo màn lên. Nào. Mời hai bạn. Dạ em chào anh. Có món quà. Dạ em cũng có món quà anh gửi anh. Dạ anh cho em hỏi là trong gia đình mình có đang sống với mẹ với lại em gái thì thường khi gặp chuyện khó khăn anh thường chia sẻ với ai và anh thường nghe lời khuyên của ai nhất? Anh thường chia sẻ với em gái nhiều hơn là mẹ. Nhưng mà lời khuyên thì thường thường là mẹ sẽ khuyên. Mà anh cứ nghe lời mẹ nhiều hơn. Không, cũng anh có bao giờ tham khảo ý kiến bạn bè hay đồng nghiệp của mình không? Có. Giữa hai sự lựa chọn của nghe lời khuyên của mẹ và của bạn bè trong đồng nghiệp trong công ty thì anh sẽ lựa chọn lời khuyên của ai? Thì tốt nhất là lời khuyên của gia đình. Dạ. Anh sẽ chọn lời khuyên. Em nhìn thấy anh có giống như trong tưởng tượng của em. Dạ không. Anh nói anh tròn mà em thấy anh đâu tròn đâu. Không, anh nói tròn theo nghĩa khác. Nghĩa khác là nghĩa gì anh? Nghĩa ngược lại á. Cô này cũng hay hỏi lắm nha. Hỏi xuống luôn. Lý sự lắm nè. Với hình mẫu hiện tại thì anh có giống với bạn gái hoặc tưởng của anh không? Cũng khoảng 70%.
Bây giờ hai bạn nhìn nhau, chúng ta nói cái cảm xúc của chúng ta ngay thời điểm này. Chúng ta cảm nhận về đối phương như thế nào trong cái lần đầu tiên gặp gỡ. Mỗi người một câu thôi, chân thật nhất, không cần hoa mỹ, để chúng ta quyết định bấm nút. Anh thấy là nếu mà đã đến với chương trình này thì coi như là một cái duyên, thì còn cái phận thì do con người sắp xếp. Thì anh nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu sâu chương trình. Dạ, em cũng để giống anh. Đến đây có duyên ha, hy vọng có phận luôn. Hai đứa ở trong tay hát bài duyên bấm. Phận luôn. Chuẩn bị. Cô gái bên kia là cô gái cũng rất dễ thương đấy, một cô gái mà cũng khó tìm đấy. Chàng trai bên đây cũng vậy, cũng là người chững chạc. Hy vọng rằng hai đứa sẽ suy nghĩ thật kỹ lại và cho nhau cơ hội. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại tất cả những chuỗi hành động, những câu chuyện nãy giờ, để xem nửa đó có phải thuộc là nửa yêu thương của mình hay không. Trái tim mình rung động chưa? Rung động thì bấm, không rung động không cần bấm. Bởi vì hàng triệu người đang theo dõi truyền hình có thể chọn các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tặng quà của nhau. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn phần quà của nhà tài trợ Jean Mangel. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Đây là một Smart TV Pana TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nó sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi, xin mời hai bạn nắm tay nhau đi xem phim. Đừng có làm khó ta nữa nha chị hai. Hai cặp đôi đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Quý vị thấy không? Có rất nhiều cung bậc cảm xúc, có rất nhiều trạng thái ngay trên sân khấu. Bạn muốn hẹn hò, chúng tôi là những người làm mai làm mối cũng phải sống theo những cái cảm xúc đó, hồi hộp, lo lắng và cuối cùng là vỡ òa hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Yêu Man Gel, thuốc dạ dày chữ Y đã tài trợ cho chương trình. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Bạn muốn hẹn hò, chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Yêu Man Gel, thuốc dạ dày chữ Y bảo vệ niêm mạc, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Chỉ trong một chút xíu đó thôi, chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị hai cặp đôi và sẽ kết nối họ với nhau để xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau không nhé. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Cảm ơn. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý trọng cái mối tình mình, hạnh phúc mình, đang có đó. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các bạn ở trong trường quay. Em tên là Bùi Quý Khang, năm nay em 33 tuổi. Em là người Hải Phòng, em vào Sài Gòn được 1.5 năm rồi. Hiện tại em đang là kiến trúc sư. Em đang ở quận nào? Em ở quận 1. Mời bạn gái giới thiệu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Hường ạ. Em năm nay 27 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn.
Em biết trang điểm, là người dễ gần, là biết lắng nghe, chia sẻ. Bạn bè em hay nói em là em rất là hiền. Cái đó cũng là điểm yếu của em á chị. Nhiều khi hiền quá bị ăn hiếp á chị. Vậy hả? Dạ. Rồi ai mà ăn hiếp nhẫn tâm vậy? Rồi còn cái điểm yếu nào nữa không? À, điểm yếu của em là em hay quên á chị, gọi là não cá vàng á chị. Thường xuyên để quên chìa khóa, điện thoại. Phòng trọ em trên lầu 3 á chị. Mà sáng nay em đi làm em cũng phải đi xuống dắt xe rồi sau đó lên quên chìa khóa, lên lấy chìa khóa rồi lại đi xuống, rồi xong lại quên cái máy kiếm tại em bị cận á chị. Trời ơi, quên mà không có máy kiếm là sao em đi từ trên lầu 3 em xuống tới dưới được? Sáng nào cũng tập thể dục á chị. Bạn trai. Ưu điểm của em thì là trong tình cảm em rất là trung thủy. Em rất thích thể thao, yêu động vật. Thích con gì? Và em thích nhất chó. Khuyết điểm là em có hút thuốc, em làm việc hay về trễ và em đi đá bóng khá là nhiều. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng có vợ và vợ em là mối tình đầu của em. Sau khi chia tay thì em có yêu thêm một người nữa. Thế là hai mối tình chính thức của em. Em lấy vợ từ năm 2011 và em chia tay năm 2013. Có cháu nào chưa? Bọn em chưa. Cái thời điểm đó em cũng tập trung đi làm việc, cũng ít thời gian ở nhà, ít thời gian gần gũi cô ấy. Mà lúc đó em đi công tác xa nữa, không có nhiều thời gian để gần gũi nhau. Thế là tình cảm nó cứ dặn đứt dần. Cô đấy có tình cảm người khác. Đó là hai cái mấu chốt. Để anh qua anh xin phép đàn gái trước cái đã. Dạ anh chào. Ôi, anh chào gái dễ thương. Em nghe câu chuyện về đàn trai như thế thì em cảm nhận thế nào? Thì em cũng không có quan trọng chuyện đó lắm. Một lần đổ vỡ thì nhiều khi là anh ấy lại biết trọng quý hơn. Trọng cái mối tình, cái mối tình mình, hạnh phúc mình đang có đó anh. Em không quan trọng. Không quan trọng đúng không? Dạ miễn sao là tay cảm ơn em. Chỉ hỏi thế nên đỡ lo thôi. Dạ. Anh lên đây thì là kiến trúc sư. Anh cũng dễ thương ha. Có bạn gái thì anh có dành nhiều thời gian mà cho bây giờ em phải rút kinh nghiệm rồi. Dạ. Câu hỏi này anh sẽ hỏi lại bên đây liền nha. Dạ. Anh chờ xíu nha. Bạn gái được lắm em. Là sắp tới có bạn gái nữa thời gian sao? Nói liền luôn. Khi mà em đến với ai á thì người đó sẽ rất quan trọng với em. Em không muốn là cái việc chia tay nó lặp lại nữa. Nhưng khi mà em quyết định đến với một người nào đó thì em sẽ cố gắng để chọn hết cái gì em có thể có. Được chưa em gái? Dạ được à. Rồi, được rồi. Bây giờ tiếp mình chia sẻ chuyện tình trường của mình cho ảnh nghe đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình tuổi học trò, tình đầu của em á chị. Nói chung là tình đầu đẹp nhưng mà thì thường gian dở. Mối tình thứ hai của em thì em cũng có quen anh đó, cũng đã có gia đình rồi chị. Do lối sống với lại cách sống của hai người rất là khác, với lại anh đó là có con rồi á chị. Thì ảnh chỉ muốn là ở vậy nuôi con thôi á chị. Chia tay anh đó lâu chưa? Dạ cũng hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Ba mẹ em cũng không có quan trọng về cái chuyện mà bên bạn trai thì có gia đình rồi chị. Rồi bây giờ mình tính tới chuyện tương lai nè. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Em không thích bạn trai hút thuốc chị. Lúc nãy em có nghe bạn trai anh bên đó nói là ảnh hút thuốc. Thì bây giờ đó là khuyết điểm của ảnh. Dạ. Nhưng mà biết đâu là có em về thì ảnh sẽ bỏ được cái khuyết điểm đó. Được không em trai? Dạ được ạ. Nhớ nha, được mà chắc chắn em hứa. Nói đi. Thế mà khó bỏ lắm đó nha. Nói lớn cho cô gái kia. Thực ra là em cũng rất là muốn là em bỏ thuốc, mà em cũng muốn là cái người bạn gái của em cũng sẽ làm động lực cho em. Rồi, nhớ nha, tôi ghi nhớ rồi đó. Bỏ bằng cách nào anh? Em có thể đánh đập hay làm gì cũng được em. Trời ơi, đây ta hiền lắm. Ta khóc thôi à. Em còn muốn cái gì ở người bạn trai nữa không? Em muốn bạn trai em sống tình cảm, hiểu với lại thông cảm cho em. Không có kiểu như là nóng tính lúc đó để làm bạn gái mình tổn thương, rồi sau lại quay lại xin lỗi. Thì em rất là ghét những người như vậy. Em không thích những người gia trưởng bảo thủ. Được không thay? Em thì là người khá là biết lắng nghe. Em nghĩ là em không có tính gia trưởng. Em thưa chị. Có không? Có gia trưởng không? Em nghĩ là em không rồi. Mình đã sẵn sàng cho cái kết hôn lần nữa chưa? Em sẵn sàng chưa ạ? Thực ra em rất mong muốn có một gia đình. Mình sống một mình hay sống với ai? Em sống với cả bố và em gái. À, hiện tại là giờ như vậy là sẽ làm dâu đúng không? Vâng, làm dâu ạ. Rồi rủi về trong nhà mà có sự bất hòa giữa vợ mình với em gái mình thì mình giải quyết làm sao? Em phải phân tích đã, vì trong trường hợp có những trường hợp là em gái em đúng thì em phải phân tích cho vợ bạn gái em hiểu. Thứ hai là bạn ấy đúng thì em phải phân tích cho em gái em hiểu. Nói như là hai người phải có cái sự nhìn nhận đó. Dạ, nhưng mà trên thực tế là có những trường hợp là em chồng với chị dâu là cặp mặt. Có cô là không có tôi là không có cô, thì em phải làm thế nào? Thì chắc em dọn ở riêng. Ừ, thì vậy đi. Thực ra em không mong muốn rồi. Nhiều khi không mong muốn là sẽ gặp.
Mất cái đầu em gái đang ngồi dưới kia kìa. Mình nói cho nó ghê gớm lên vậy để mình mấy bạn lường trước được rồi. Thôi em trai muốn một người yêu của mình như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ là biết thông cảm, chia sẻ, biết nhường nhịn một chút, phải biết giữ bản thân mình trước những cám dỗ bên ngoài. Nhà gái hiền lắm, rất là hiền dịu, rất có hậu nha, rồi dễ thương lắm á. Mình hỏi thêm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân với lại chị đồng nghiệp của em. Rồi cho chị gặp bạn của em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn. Dạ em thấy bạn nam bên đây á cũng được, cũng chân thành, nên em cho bạn cô một cơ hội tiếp tục ha em ha. Vậy thôi hả? Có hỏi muốn hỏi gì bạn trai không? Bạn Hường á thì bạn hơi hiền và bạn cần một người chăm sóc, em có thể lo lắng và chăm sóc yêu thương bạn hết lòng của em được hay không? Dạ chắc chắn vậy, nếu mà người đấy là người em yêu thương. Chị hiền khô không? Em còn hiền hơn vậy luôn á. Cho em gặp em gái nha. Em gái đúng không? Dạ vâng em gái em ạ. Trời ơi em gái cũng đẹp mà chị dâu cũng xinh. Thế chị, thì em có một điều muốn hỏi là anh em đã từng trải qua một lần đấy ạ, chị có thông cảm được cho anh em và có thể yêu thương anh em thật lòng không ạ? Thương ai mình rất là chân thành, mỗi lần thương ai thì mình thương hết lòng lắm. Chuyện đó là không vấn đề. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều, anh trai em dễ thương lắm. Trời ơi. Nhưng mà nhớ không ăn với chị dâu nha. Dâu hiền lắm á. Em hiền lắm chị ạ. Thương chị dâu nha. Dạ. Mong anh chị có thể đến với nhau ạ. Em gái dễ thương không? Dễ thương. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp đi. Chào anh. Anh có bánh bông hoa tặng. Cảm ơn. Cảm ơn. Anh thấy em sao? Thật sự là anh mới gặp anh khá là rụt rè, chưa biết phải nói với em như nào ạ. Quý vị phụ nữ trước em cảm thấy nào về anh? Anh trẻ hơn so với tưởng tượng của em. Anh ấy mới gặp thì em sẽ thấy anh rất là khá là lạnh lùng. Dạ. Khó gần. Nhưng mà khi em quen anh thì anh khá là lầy và vui tính. Thôi hát bài tặng bạn gái đi. Gặp em đây anh xin hát tặng em và mọi người bài Tình Đơn Phương. Sao lại hát là Tình Đơn Phương ạ? Nhiều lần ngập ngừng muốn ngôi tiếng yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu, nét thương ngây chưa vương sầu lây. Không sao anh hát hay. Cảm ơn. Cảm ơn. Thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Thực ra là công việc của anh cũng khá là bận, nhất là vào những thời điểm mà anh nhiều dự án cùng một lúc thì có những lúc là anh sẽ phải làm việc đêm và thường là hay về muộn. Về muộn là mấy giờ anh? 7-8 giờ. Mấy giờ cũng không muộn lắm, lúc đó đi chơi được mà. Nhưng mà bố mẹ em cho về được mấy giờ chứ anh không biết. Em ở với anh hai, anh về trước 11 giờ. Nếu mà em nhanh quen nhau thì khoảng bao lâu thì anh có ý định kết hôn? Anh thì thấy là thời điểm nào thích hợp thì mình sẽ kết hôn thôi, không nhất thiết là mấy năm. Khi nào mình thấy là hai đứa đủ hợp, đủ có thể chung sống và đủ lo cho nhau được. Thì con cái làm sao? Hai bên bàn cũng đi. Dạ con cái thì em mấy cũng được, trên hai là được ạ. Thì em thích mấy? Nói luôn đi, bên kia kìa. Em thích hai thôi, để nhiều quá đau lắm anh. Dạ nếu mà em đang quen nhau thì vấn đề đầu tiên là em muốn anh bỏ thuốc. Ok anh nếu sẽ dài bỏ. Gì mà nói não cái già. Bây giờ thôi. Mặt thẳng mặt nhìn nhau hứa lại một lần nữa. Dạ anh sẽ bỏ thuốc, anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội là thử hẹn hò với nhau để tìm hiểu. Em muốn nói là anh có thể đọc cái tựa đề trên cuốn sách được không ạ? Đây là cuốn Hạnh Phúc Từ Gần. Thế là em muốn nói là cũng là cái tựa đề cho cuốn sách ạ. Em mong cái hạnh phúc của em thì nó gần hơn đến với em. Gần hơn hả? Rồi đặt tay vào nút bấm đi em. Giờ phút quan trọng đã đến. Bây giờ tất cả những gì các bạn nói đã trở thành một biên bản ghi nhớ trong cuộc đời của hai bạn rồi đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Thông báo bạn gái là bạn trai bấm từ lúc chưa đếm luôn đấy. Đây là chiếc vé xem phim của cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây là phần quà của nhà tài trợ Zoom Manzel gửi tặng hai bạn. Cảm ơn cô anh chị.
Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là một món quà, đó là một Smart TV Pana TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì TV sẽ có trong nhà của các bạn. Dạ, học lên ạ. Hôn nhau đi hai bạn, để kỷ niệm ngày chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt, không buông tay ra nhé. Trời ơi, gì gồng, gì gồng dữ vậy hả? Nắm tay nhau, nắm tay nhau đi nào. Cảm ơn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Em cảm ơn anh chị giáo chương trình, cảm ơn rồi. Quen rồi mới bựa được chứ chị, không quen sao em bựa. Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Em ghét nhất ở người bạn trai đó là tập tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có một ít bảo thủ. Mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mình giới thiệu về mình. Em tên là Phạm Hải Dương. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là nhân viên IT. Xưa giờ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Quận mấy em? Dạ, em ở quận Tân Phú. Quận bao nhiêu tuổi em? Dạ, em 27 tuổi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị, xin chào khán giả. Em tên là Phạm Thị Thùy Trang, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Long An, em đang sinh sống với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận 1. Em làm công việc gì? Dạ, trong bộ phận cung ứng hàng hóa của công ty. À, cung ứng hàng hóa của công ty. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, em người khá vui vẻ, dễ hòa nhập. Còn điểm yếu thì chắc là em hay giấu nỗi buồn, không chịu chia sẻ trực tiếp với chị. Chỉ khi nào mà chuyện nó qua rồi thì em mới chịu quay lại nói với người đó. Dạ đúng không? Vậy là thiệt thòi rồi, chi cho mệt vậy, buông xả ra cho nó khỏe. Nhưng mà nhiều khi nó không, thời điểm đó nó không đúng lúc với chị, không nên xả lúc đó nên em hay giấu lại. Là lúc em buồn em làm gì? Dạ buồn thì chắc khóc mình. Trời ơi, thấy thương không? Bây giờ ráng có bạn trai để có gì khóc với bạn trai ha. Dạ. Rồi, bạn trai mình thì điểm mạnh, điểm yếu như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là không có rượu bia, không có cờ bạc, không gái gú và không hút thuốc. Có thích con gái không? Dạ, có. Điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là lâu lâu cũng hơi bảo thủ tí. Và ban đầu thì có thể là mấy bạn nữ nhìn có thể là thấy em có vẻ lạnh lùng. Nhưng mà sau khi quen rồi thì có thể là nói chuyện vui vẻ và hòa đồng, có thể bữa. Tình trường thì sao hai bạn? Em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình chính thức nữa hết. Nhưng mà có tìm hiểu sơ sơ về một vài bạn nam nhưng mà thấy không hợp nên là không muốn tiến xa hơn. Mình có nghĩ lý do tại sao là mình chưa tìm được người bạn trai không? Em không biết sao em ấy, chị thiệt là không biết sao luôn, không biết tại sao. Nhưng mà theo như bạn bè nói thì em kén chọn quá, em thấy em đâu kén chọn gì đâu. Thì tại mình cũng chủ động nói chuyện với người ta mà thấy người ta cũng không đáp trả gì là hết, cũng không, chỉ là nhắn tin qua Facebook hay là Zalo đó thôi à chị. Chứ còn mà cũng không chủ động xung số điện thoại của mình, cũng không có đủ đi ăn chơi này nọ thì em thấy đâu phải lo lỡ em đâu. Người ta cũng làm quen. Dạ cũng có nói chuyện sơ sơ mà không ai xin số điện thoại, không ai rủ đi chơi gì hết. Dạ, dạ. Chết cha sao kỳ vậy ta. Em có bật đèn xanh cho tao hay là em tắt hết đèn? Em chủ động nói chuyện rồi đó anh. Em toàn chủ động người bắt chuyện đầu tiên không à. Nếu vậy thì phải coi em nói chuyện như thế nào. Đúng không? Em chủ động em nói chuyện mà em phải nói chuyện như thế nào? Em nói chuyện người ta cũng hùa theo, nói chuyện cũng vui mà. Thấy người ta nói chuyện xong cười. Nói chuyện vui có hơi chảnh chảnh không? Phải nói chuyện với ông trai không? Em nói chuyện bừa. Đó, em nói chuyện bữa quá, nhiều khi mình chưa quen biết, chưa gặp mặt mà em bữa quá người ta sợ người ta chạy. Không, quen rồi mới bữa được chứ chị, không quen sao em bữa. Quen người ta đâu chưa xin số mà quen cái gì. Không, ý là không biết sơ sơ về người ta như thế nào là... Cái em bữa là bữa làm sao? Em còn sống chưa chết. Em còn sống chưa chết. Bạn còn, kia nhắn lại vậy thôi em sống mình đi em. Trời ơi, vậy bây giờ mình phải thay đổi. Dạ. Thay đổi chiến thuật. Ví dụ như mình nói với chuyện với anh này mà anh đó ảnh im lặng, anh không rủ mình đi chơi, là qua anh khác mình phải đổi chiến thuật liền. Mình phải dẹo, từ bữa mình chuyển qua dẹo. Em không quen dẹo chưa em. Phải diễn. Ở khi nào vô chồng gặp mặt nhau rồi lúc đó mình cứ đúng thật con người của mình. Đúng không? Dạ đúng. Cố gắng nha, cố gắng. Để tôi hướng dẫn cho. Rồi, bạn trai có mấy mối tình rồi em? Dạ em thì có 3 mối tình mà 2 không chính thức. Mối tình gần đây nhất thì chia tay khoảng hơn 1 năm rồi. Thì trong thời gian đó em cũng không có quen ai. Mối tình đó kéo dài bao lâu? Dạ em kéo dài 1 năm. Quen năm, bỏ dạ. nhau năm rồi. Dạ đúng rồi. Vậy cũng chưa có sâu sắc đúng không? Dạ. Bạn muốn tìm bạn gái như thế nào?
Dạ em muốn tìm một bạn gái là mẫu người của gia đình, cao trên 1m55. Nếu mà da trắng thì càng tốt, còn không thì không sao cả. Mẫu người gia đình nó nói chung chung dạ, quá. Thì là phụ nữ nào cũng lo cho gia đình hết trơn á. À, dạ là đừng có ăn chơi quá hay là gái ăn chơi hả? Ăn chơi quá là như thế nào anh, ở mức nào thì được? Mức nào? Ví dụ như là tối nào cũng đi chơi. Đi chơi 12 giờ về có gọi là quá không anh? Ngày nào cũng đi ba ví dụ vậy. Nhìn nếu mình thể đi ba thì sao? Không đi ba thì không sao, lâu lâu mình đi anh... cũng bình thường, không vấn đề gì cả. Anh nhưng có thích mà... đi ba không? À, anh thì ít đi nhưng mà anh cũng không thích nơi náo nhiệt lắm, anh những thích những nơi mà nhạt nhẹ 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 nhàng thôi. Ví dụ một chỗ mà anh hay đi đi. À, những quán cà phê mở nhạc nhẹ. Ok. Và nói chuyện với bạn bè. Và sở thích của anh là cũng thích đi du lịch. Thích đi bằng xe máy hay bằng xe hơi? Anh đi cái nào cũng được, phương tiện nào cũng được. Anh thích cái nào hơn? Em biết là cái nào cũng được mà anh thích cái đi nào thì hơn. Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Máy mất tiền quá hay sao anh đi không để đi Vũng Tàu thì đi máy bay. Anh thường anh đi anh có kế hoạch hết rồi, anh có kế hoạch anh lên lịch trình cho năm sau thì anh sẽ đi những điểm nào và anh săn vé giá rẻ để anh đi. Ok. Còn mẫu người bạn trai của em thế nào? Thì chắc cao trên khoảng 1m65, bề ngoài vừa nhìn không mập không tròn không ốm không cần sáu múi luôn. Về tính cách thì em chưa xác định nhưng mà ba tính cách em có thể là em ghét nhất ở người bạn trai đó là tập tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có ba tính đó không anh? Anh có một ít bảo thủ. Một ít là sao, ví dụ cho em biết đi. Bảo thủ của nó không phải là xấu mà là mình có bảo vệ cái quan điểm của mình thôi, nhưng mà anh không có phải là 100%. Anh cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người chứ anh không phải là lúc nào cũng gọi là gia trưởng là bảo thủ phải như thế này phải như thế kia. Ý anh nói anh chỉ lâu lâu có một cái bảo thủ không ai có thể cản được hết, anh đã quyết rồi, tức là cái việc mà đưa tiền cho vợ là không ai cản được hết, đúng không? Ví dụ vậy, không ai có thể thay đổi ý kiến của tôi được hết á. Còn bạn trai còn điều gì mà cái chuẩn ngoại hình không? Em mập hơi gì? Mập tí cho nên em mập chắc anh ốm à. Bạn trai mập tí được không em? Dạ được, tại em cũng tròn em. Ủa nếu bạn gái mập tí được không em? Dạ không sao chị, đừng có mập quá là được rồi. Sao là quá? Trời dạ thì anh. Em nếu mà mập quá thì thành số 10. Bao nhiêu ký thì vừa anh? À, cái này anh cũng không đo chuẩn mực được, phải nhìn mắt. Thì sao có những người bạn gái trước của anh á? Chứ chị là mập hay ốm hay là vừa? Dạ chị là vừa. Chị là vừa. Có vừa đâu, hơi đó, hơi bự á. Thôi cái chuyện mập ốm không có quan trọng. Dạ. Mập ốm thì mình còn có thể tập thể dục, tập thể thao. Dạ. Ốm thì mình ăn nhiều vô. Dạ. Đúng không? Mập thì mình diet, quan trọng là con người. Dạ dạ. Bây giờ nếu như em tìm được một cái người phù hợp thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em dự tính là năm 2019. Dạ thì năm sau em sẽ sửa nhà để chuẩn bị. Nói chung là em là một con người luôn luôn lên tất cả một kế hoạch trước cho mình để mình chuẩn bị cho nó chu đáo. Tốt chứ có gì đâu, đàn ông gì là tốt. Tốt đó. Cả đi du lịch cũng vậy, phải chuẩn bị có tiền mới đi được chứ. Thôi thôi sao đi. Rồi mình đang ở với ai, có phải làm dâu không em? Dạ em đang ở với mẹ em và em gái. Bố em thì mất lâu rồi. Nếu mà về thì chắc phải làm dâu, tại vì em gái nếu mà lấy chồng thì sẽ đi theo chồng. Thì bây giờ mẹ em với mẹ thôi. Dạ thì nếu mà để mẹ em ở một mình thì cũng thường tao sợ không sợ mẹ chồng như tao sợ em gái đó. Em gái bao nhiêu tuổi rồi, gần đi lấy chồng chưa? Dạ em gái em nhỏ hơn em 4 tuổi. Có người yêu chưa? Dạ có rồi. Tưởng đâu chưa, mời tới bạn muốn hẹn hò đặng tôi cho lên xe bông liền luôn. Dạ hả? Dạ mỗi hỏi nhiều quá hả? Là mai làm dâu được không cưng? Dạ được chị. Em biết dọn dẹp. Em dọn dẹp giỏi nhưng mà em không biết nấu ăn. Thì em từ biết phụ cái mình cắt rau. Không cái đó vậy được em ơi. Cái đó mình học được. Không sao á. Dạ mẹ em đã chỉ bao nhiêu năm em vẫn không nấu được. Nấu ăn dễ mà có gì đâu. Cái đó mình học được. Dạ bắt đầu là mình nêm sao cho vừa miệng cả nhà. Anh em không biết nêm. Em vừa miệng em là vừa miệng cả nhà thôi. Trời ơi. Dễ thương nha. Dạ. Cái nhỏ nè. Dễ thương thiệt. Dạ, nghe thiệt chứ mấy nha. Dạ cảm ơn anh. Rất là dễ thương. Nhưng mà giọng em á rất là lạ nha. Dạ lạ sao anh? Tức là giọng dày đó, giọng thổ nữa. Giọng trầm. Có ghen không? Ai không ghen anh không. Phải ghen. Có ghen ít nhiều thôi chứ. Đúng là ghen là bên kia mệt lắm á. Nhưng mà bạn kia bạn nó không có gái gú mà. Thì chắc không ghen đâu. Ủa không phải có gái gú mà. Ví dụ đi đường gặp bạn bè vô vòng trong cơ quan trở về gặp vô tình thắng ghét ôm ít. Gặp em dính rồi xong.
Không, em bình tĩnh lắm, phải hỏi có chuyện gì đang xảy ra chứ. Rồi hỏi liền tại đó luôn hả? Quýnh bậy người ta quýnh mình là sao anh? Ai quýnh là em. Là bất ngờ ta quýnh bất chợt, không phải sao, không kiểu là bị ăn quýnh hết chị. Ôi, người này mà không có người yêu ta thì có dễ thương mà. Ai cũng nói vậy, 26 năm rồi em vẫn vậy. Bên đàn trai cũng thấy ưng cái bụng với đàn gái rồi đó. Đàn gái cũng dễ thương lắm à. Được lắm trai. Được á. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với chị gái, một bạn thân với lại hai người chị trong công ty. Rồi. Chị ruột á em hả? Dạ vâng, chị ruột ạ. Dạ chị ruột. Trời ơi chị ruột, trời thon thả quá. Dạ em chào hai MC ạ, à, với lại à, các bạn khán giả ở đây ạ. À. Chào chị. Về bạn nam á thì chị thấy bạn là người rất là điềm đạm và có kế hoạch rất là cụ thể. Mặc dù bạn nói bạn gia trưởng nhưng mà chị thấy là bạn hơi hiền chứ đâu có gia trưởng đâu. Cái này về sợ vợ lắm á. Bé Trang nhà chị thì nó nói chuyện ban đầu thì có vẻ hơi lấn lướt nhưng mà sống rất là chân thành ha. Yeah. Thì hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Yeah. Ok. Đi với ai? Dạ em đi với bạn em và cùng đồng nghiệp với công ty ạ. Rồi, trai đi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em xin đại diện anh Linh, anh Dương. Xin phát biểu như thế này. Dương, mày phải bấm nút. Bé này rất là dễ thương và rất là nhanh nhẹn và hoạt bát. Có thể bổ sung bù trừ cho những gì mà đang thiếu. Ok chưa? Rồi. Rồi. Còn đối với Dương á, Dương là một người rất là nghiêm khắc và rất là dễ thương. Vừa nghiêm khắc và vừa dễ thương. Nên em hãy nên bấm nút chọn Dương nhé. Như anh cho em một ví dụ về tính cách nghiêm khắc của anh ấy được không? Là khi anh ấy làm việc, khi anh ấy làm một công việc gì đó mà anh ấy muốn hoàn thành thì là anh ấy phải hoàn thành trước kế hoạch 1 hoặc 2 ngày. Và không bao giờ để trễ hẹn với bạn bè hoặc là nhiều thứ. Thì anh thấy tính đó rất là tốt. Dạ. Và nếu mà là một người đàn ông của gia đình thì rất là ok. Dạ vâng, cảm ơn anh. Hãy kéo màn lên cho họ cảm nhận về nhau và họ sẽ quyết định. Kéo màn lên. Nào. Mời hai bạn. Dạ em chào anh. Có món quà. Dạ em cũng có món quà anh gửi anh. Dạ anh cho em hỏi là trong gia đình mình có đang sống với mẹ với lại em gái thì thường khi gặp chuyện khó khăn anh thường chia sẻ với ai và anh thường nghe lời khuyên của ai nhất? Anh thường chia sẻ với em gái nhiều hơn là mẹ. Nhưng mà lời khuyên thì thường thường là mẹ sẽ khuyên. Mà anh cứ nghe lời mẹ nhiều hơn. Không, cũng anh có bao giờ tham khảo ý kiến bạn bè hay đồng nghiệp của mình không? Có. Giữa hai sự lựa chọn của nghe lời khuyên của mẹ và của bạn bè trong đồng nghiệp trong công ty thì anh sẽ lựa chọn lời khuyên của ai? Thì tốt nhất là lời khuyên của gia đình. Dạ. Anh sẽ chọn lời khuyên. Em nhìn thấy anh có giống như trong tưởng tượng của em. Dạ không. Anh nói anh tròn mà em thấy anh đâu tròn đâu. Không, anh nói tròn theo nghĩa khác. Nghĩa khác là nghĩa gì anh? Nghĩa ngược lại á. Cô này cũng hay hỏi lắm nha. Hỏi xuống luôn. Lý sự lắm nè. Với hình mẫu hiện tại thì anh có giống với bạn gái hoặc tưởng của anh không? Cũng khoảng 70%. Bây giờ hai bạn nhìn nhau. Chúng ta nói cái cảm xúc của chúng ta ngay thời điểm này. Chúng ta cảm nhận về đối phương như thế nào trong cái lần đầu tiên gặp gỡ. Mỗi người một câu thôi. Chân thật nhất, không cần hoa mỹ để chúng ta quyết định. Bấm nút. Anh thấy là nếu mà đã đến với chương trình này thì coi như là một cái duyên. Thì còn cái phận thì do con người sắp xếp. Thì anh nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu sâu chương trình. Dạ. Em cũng sẽ giống anh. Đến đây có duyên ha. Hy vọng có phận luôn. Hai đứa ở trong tay hát bài duyên bấm. Phận luôn. Chuẩn bị. Cô gái bên kia là cô gái cũng rất dễ thương đấy. Một cô gái mà cũng khó tìm đấy. Chàng trai bên đây cũng vậy. Cũng là người chững chạc. Hy vọng rằng hai đứa sẽ suy nghĩ thật kỹ lại và cho nhau cơ hội. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại tất cả những chuỗi hành động, những câu chuyện nãy giờ để xem nửa đó có phải thuộc là nửa yêu thương của mình hay không. Trái tim mình rung động chưa? Rung động thì bấm, không rung động không cần bấm. Bởi vì hàng triệu người đang theo dõi truyền hình có thể chọn các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2
3. Hết thời gian. Tập quà của nhau. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn phần quà của nhà tài trợ Jean Mangel. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Đây là một Smart TV Pana TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nó sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi, xin mời hai bạn nắm tay nhau đi xem phim. Đừng có làm khó ta nữa nha chị hai. Hai cặp đôi đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Quý vị thấy không? Có rất nhiều cung bậc cảm xúc, có rất nhiều trạng thái ngay trên sân khấu bạn muốn hẹn hò. Chúng tôi là những người làm mai làm mối cũng phải sống theo những cái cảm xúc đó, hồi hộp, lo lắng và cuối cùng là vỡ òa hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 2. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn kế bên. Dạ em là Nguyễn Viết Thiện, năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại đang là kỹ thuật viên tại Thế Giới Di Động, thành phố Bà Rịa. Ở tại thành phố Bà Rịa luôn. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường. Cùng bạn nam bên kia, cùng toàn thể các quý vị đang có mặt ở trong trường quay. Em tên là Lan, tên đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. Em năm nay 21 tuổi thì hiện tại em vẫn là đang đi học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ạ. Ngoài việc học ra thì em còn đang quản lý một shop thời trang cao cấp mặc nhà Queen Key của gia đình ạ. Ồ, là em làm cho gia đình em ha. Quê em ở đâu? Em ở Bình Dương. Bình Dương, bên kia Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng không có xa lắm ha. Em có ngại yêu xa không? Dạ không ạ. Quan trọng là hai người hợp với nhau và kiểu như là cùng chung một mục đích đến thì em không quan trọng. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là một con người dễ hòa đồng, năng động, vui vẻ. Nhiều bạn nhận xét về em là có một giọng nói khá tốt nên em hay thường ghi âm giọng nói của mình và gửi cho tất cả các bạn trên Facebook. Còn nhược điểm của em thì là do là em hay nói nhiều ấy ạ, nên hay cảm không có cảm ràm, nhưng mà em hay nói khi nào mà bạn đó chán bạn đó đi thôi. Sao bạn trai nghe sao thấy đập nhiều quá vậy? Dạ em đang hồi hộp. Hồi hộp hả? Em giới thiệu về khuyết điểm và ưu điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em á thì dễ thích nghi, hiền lành, ít nói. Còn nhược điểm thì nhiều lắm. Nhược điểm nhiều, thử kể một vài thứ. Ví dụ như nhát gái này. Nhát gái? Đúng rồi, nhát gái giờ vấn đề. Thấy con gái gặp sao mà nhát? Nói chung là mình ngồi nói chuyện với bạn gái mình không biết bắt đầu từ đâu, dễ căng thẳng, ví dụ như bây giờ này. Đó, thoải mái lên, có gì đâu căng thẳng. Em được mấy mối tình rồi? Giờ hiện tại em được 2 mối tình. Hiện tại 2 mối tình? Không, tức là quá khứ, tức là quá khứ chứ rồi. Quá khứ. Dạ. Chia tay cái mối tình gần nhất là cách đây một năm. Thì hai người thì không có hợp tính cách nhau, tức là em thì cũng có hơi bảo thủ. Bạn đàn ông mà đàn ông thì cũng phải bảo thủ tí chứ. Bởi vì là bảo thủ ở đây tức là lập đường, có chính kiến. Còn bạn nữ thì cũng bảo thủ hơn em nhiều nữa, thành thử ra là nói chuyện hay cãi nhau. Bảo thủ khác nha, với là gia trưởng khác nha. Dạ đúng rồi, em biết cái đấy, biết đúng rồi. Chứ nếu mà gia trưởng quá thì cũng không được tốt. Dạ lắm. Không, gia trưởng ở đây á tức là mình bắt người ta phải làm theo ý của mình. Thì nó khác, còn có lập trường có chính kiến thì nó khác. Đúng rồi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Lớn tuổi hơn em và chững chạc hơn em. Kiểu như là em quá trẻ con thì bạn đó có thể chững chạc để dung hòa bớt em lại. Không có gia trưởng gì ạ? Em sợ những người gia trưởng. Đó, này bạn nói rồi đó, nói đâu rồi. Có gia trưởng đâu. Có rồi. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Chỉ có gia trưởng thôi, còn cái gì em cũng thích. Cái gì cũng thích hết. Dạ, dễ dãi. Ăn nhậu hút thuốc gái gú gì tùm lum. Không, tất nhiên là gái gú thì chỉ yêu một mình em thôi chứ đừng yêu bất cứ ai khác ạ. Bạn nam ở đây nghe nói hơi căng thẳng á. Bạn hát được không? Không, em hát dở lắm. Bạn gái hát được không? Em muốn dành một bài thơ xíu nữa tặng rồi cho anh.
đọc cho nó đỡ căng thẳng, bằng con trai hơi rung á. Nhưng mà xíu nữa em nhìn mặt anh đó em mới nói được không ạ? Được, cũng được thôi, để hồi gặp nói dạ. Đi. Bạn trai muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái em có thể được giống như mẹ của em. Mẹ em như thế nào? Nấu ăn này, nấu ăn ngon này. Là một người phụ nữ truyền thống á. Bạn nữ thấy sao? Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng là người Bắc. Nên khi mà vào đây thì em cũng được học những công việc nấu ăn của mẹ rồi. Nên mọi việc nấu ăn cứ giao cho em. Hay quá. Em nghĩ em có phải là mẫu người của gia đình không? Em hướng ngoại nhưng mà thực chất là những cái gì mà mẹ truyền em đều hướng nội hết. Nửa này nửa kia. Dạ đúng rồi. Rồi, nhưng mà chị hỏi bạn trai một câu nè. Ví dụ như bây giờ hai người yêu nhau đi, rồi lấy nhau đi, em thích người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà rồi vậy như vậy thì em có cho vợ em đi làm duy trì công việc riêng của vợ mình không? Hiện tại giờ em cũng làm ở Thế Giới Di Động, mà công việc cũng khá là ổn rồi. Mà với lại ở nhà cũng có kinh doanh nữa. Nếu mà bạn gái muốn thì có thể về làm cùng, còn không nữa thì bạn gái thích làm gì thì cái đấy em tôn trọng. Em kinh doanh cái gì thêm ở nhà vậy? À, hiện tại giờ ở nhà đang có một trang trại, với lại đang kinh doanh nhà nghỉ. Nhà em được mấy anh em? À, dạ nhà hai anh em ạ. Hai anh em thứ mấy? Em đầu tiên. Đầu tiên. Còn em sau có em gái. Em gái. Thôi được rồi, vậy là em gái lấy chồng có em hưởng hết rồi đó. Ủa nó nghe nè, nó nghe nè. Trang trại mà kinh doanh nhà nghỉ là sao? Là bố em á, tức là cũng có tuổi rồi. Thành thử ra là kinh doanh thì nói chung là cũng không có kinh doanh đó, nói chung là sở thích của cá nhân á, tức là thích về làm vườn á. À, sao còn trẻ mà tóc bạc không vậy? Hả? Dạ, cái này em thức khuya nhiều lắm chị. Trước khi lên đây này cũng hồi hộp. Không ngủ được. Chà. Giống trong phim vậy ha, thức trắng một đêm tóc đã bạc. Em có cái điểm nào em không thích ở người bạn gái không? Hay ghen. Sao kỳ vậy, em ta yêu người ta mới ghen không, mà con ghen, gái nào cũng mà... ghen hết á. Ghen đúng vậy thôi nha. Nói chung là mình tôn trọng cái thời gian của nhau. Em chỉ quen một người là em chỉ quen một người. Em không có quen người thứ hai. Tức là hồi trước em có quen hai người á, thì người ta cứ xăm soi em hoài. Kể cả em vào công ty Thế Giới Di Động này, người ta cũng không cho em vào làm luôn. Đi làm không cho đi làm luôn? Dạ không, không cho làm. Tức là làm ở đâu thì làm, nhưng mà không cho làm Thế Giới Di Động. Lý do? Môi trường nữ nhiều. Ở trời đất. Mấy cô kỹ thuật trong đó đẹp, xinh lắm. Khách nữa. Khách nữa. Trời, thôi được rồi. Thôi được rồi, bây giờ nè, bây giờ tính tới chuyện hôn nhân đi. Thí dụ bây giờ em cũng còn trẻ, cô này thì cô cũng quá trẻ. Thì nếu như mà hai người tìm hiểu thì tìm hiểu bao lâu? Thì cái đấy thì cái thời gian thì em cũng không quan trọng lắm. Nói chung là hai người hiểu nhau là được. Với lại bây giờ bố mẹ em cũng có tuổi rồi. Mà nhà em thì có một mình em là con trai. Thành thử ra là nói chung bố mẹ cũng muốn em ổn định để bố mẹ có thể được đi đâu đi đó. Có nghĩa là ba mẹ cũng muốn cưới sớm đi có cháu phải không? Gần như thế. Gần vậy. Rồi bây giờ lấy nhau về là về là ở chung nhà luôn làm dâu đúng không? À, cái đấy thì tùy bạn gái thôi. Nói chung là ba mẹ cũng dễ lắm. Tức là không có về làm dâu. Nhưng mà có thể ở gần đấy. Ở, ví dụ Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn, em cũng phải đi về nữa. Rồi hiểu rồi. Ví dụ bây giờ sau này học xong ra rồi mà yêu nhau lấy chồng thì đi về Bà Rịa Vũng Tàu ở được không? Dạ cũng được ạ, bình được, thường phải không? Dạ. Thôi chào em gái. Anh bên này hơi chững chạc đó. Dạ. À, suy nghĩ cũng chín chắn rồi đó. Bây giờ em nghe nói em cảm nhận được chưa? Dạ. Anh thấy như vậy cũng hợp lý lắm em. Nếu về ở chung nhà lại càng tốt nữa đó. Chứ cần giờ ở riêng có điều kiện hết trơn rồi. Dạ. Về kinh doanh phòng trọ được không? Cái vấn đề kinh doanh là cứ để em. Nấu ăn cũng để em, kinh doanh cũng để em. Anh chỉ việc yêu em thôi, cả thế giới cứ để em lo. Dễ thương quá, nhưng mà vấn đề hồi nay anh không thích ghen đó. Thực chất là em không có ghen. Người ta đã yêu mình thì người ta sẽ vì mình mà làm tất cả thôi. Đúng rồi. Yêu nhau phải tin tưởng nhau. Dạ, đúng không? Rồi. Làm dâu được không? Dạ em chưa làm dâu bao giờ nhưng mà... Chứ em làm dâu rồi chắc cũng hơi khó. Dạ, em sẽ cố gắng á. Dạ. Nãy anh nói ba mẹ cũng dễ mà. Anh thấy ổn á. Được. Làm dâu bây giờ dễ ẹt có gì đâu. Cô gái bên đây dễ thương lắm nha. Hôm nay mình có đi với người thân không? Nụ cười rất là duyên á. Dạ. Dạ em có đi với em gái và các bạn của em ạ. Xin chào chị Cát Tường và chú Quyền Linh. Dạ em là em gái của chị Tuyết Lan. Thì chị Tuyết Lan thì chị hơi trẻ con. Nhưng mà thực chất là chị rất là biết quan tâm người khác và cũng rất là hiểu chuyện. Vì phần anh này thì em thấy là anh rất là chín chắn. Thì em thấy là có thể dung hòa cho cả hai. Thì thấy ngoại hình cũng không hợp lắm nhưng với là anh ấy chuẩn đúng tiêu chí của chị em. Thế nên là em thấy là hai người hợp ok. Hai em gái có duyên không? Em gái có duyên chị cũng vậy đó. Thấy 21 chứ nhìn cũng chững chạc lắm. Làm dâu được đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ với em gái. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng khán giả trong đường quay ạ.
Em là Trung, anh họ của Thiện. Thiện thì gia đình muốn hướng Thiện về cái kinh doanh trong gia đình ấy. Nhưng mà anh ấy có cái tính tự lập, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, cũng làm ngoài. Còn về phần bạn gái thì em cũng thấy cũng ổn được. Rồi gặp em gái đi. Vâng. Thấy chị dâu tương lai anh sao? Anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy chị bên đây rất là cá tính và dễ thương. Em mong là hai người cho nhau một cơ hội thì có thể đi đến được với nhau. Rồi, cảm ơn em. Quan trọng vẫn là hai đứa đó. Bây giờ kéo màn lên cho rồi, hai bên gặp mặt. Rồi, kéo màn lên. Trời. Em thấy em nhận xét gì về anh? Dạ em thấy anh chững chạc. Không, nhìn vậy thôi, nó là nhìn vậy thôi. Nhưng mà anh tính anh trẻ con. Nói chung là không nó nhiều khi là nhìn ngoài, nhưng mà nói chung tính anh trẻ con, nhưng mà em nói chung là anh nói chuyện bạn gái cực kỳ dở luôn. Anh cứ thấy người khác giới nhá, là anh không biết bắt đầu từ đâu đó. Dạ. Nó cũng không, nói chung là tự nhiên gọi là nói chuyện tự nhiên nó bị bấp. Anh nhìn nhường em nói trước. Đọc thơ cho anh nghe đi em. Đọc thơ đi. Em nhìn thấy anh đẹp trai quá em quên hết thơ rồi. Hãy để em là người yêu của anh. Em tin rằng chúng mình sẽ hạnh phúc. Dẫu khó khăn, buồn vui hay tủi nhục, suốt đời này em chỉ yêu mình anh. Trời ơi. Mới gặp nhau mà nghe đứt ruột luôn đó. Em nói lại cái câu mà hồi nãy em nói với anh Huyền Linh đó. Mọi thứ để em lo đó. Nói lại câu đó cho anh nghe đi. Anh chỉ việc yêu em thôi, còn cả thế giới cứ để em lo. Ôi, anh yêu em thôi, đừng để em lo. Trời ơi, thì không chịu nổi. Thì anh thấy em là người thế nào? Thì anh mới quay lại thì anh thấy em là một cô gái xinh xắn. Anh cũng thích bạn gái mình đâu kính. À, mình nhớ tên cô gái không? Kéo rèm ra là em tức là ấn tượng quá, thành thử ra là quên tên. Quên rồi. Em thử nói lại được không? Em tên là Lan, tên Lan. Đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. À, Phạm Thị Tuyết Lan, thằng em rất tự tin. Em cũng kiểu như là gồng mình lên thôi chứ thực chất em cũng... Anh cũng gồng lên nhưng mà không có lên. Hay, giới thiệu tên lại đi, không chừng quên luôn rồi đó. Em nhớ rồi. Không. Anh tên Thiện ạ? Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Cái là... Em kiểu như là những cái gì về bạn trai em thường nhớ, sâu sắc. Được, được lắm. Em có thích đi biển không? Dạ em thích đi biển và em thích đi phượt nữa. À đi phượt nữa hả? Dạ. Giống anh đó đấy. Nếu mà em mà thích đi biển thì nếu mà có dịp anh có thể mời em về thành phố biển Vũng Tàu. Dạ. Đi dạo biển. Hẹn hò sao ở Bình Dương với Bà Rịa đó. Đó. Cái chuyện mà đi lại thì nếu mà em muốn á, chỉ cần em muốn thôi là anh lại lên. Thì anh có thể sắp xếp được, thì đổi ca được với trong công ty. Dạ, thì chỉ cần anh cứ lên thì em sẽ muốn. Được đấy. Sao đó em trai? Nãy giờ trái tim có rung động gì chưa? Có rung động với anh, nhưng mà không nói nên lời. Hỏi tiếp đi. Thì để em nói nha. Em nghĩ là trong chương trình này thì cũng có vài phút ngắn ngủi thôi. Chúng ta cũng chưa hiểu nhau nhiều. Thì em nghĩ là sau chương trình này thì mong là em sẽ dành cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh có đồng ý không? Đồng ý cho em. Dạ. Lành quá à. Dễ thương quá. Còn rất trẻ nhưng mà rất là cá tính, rất là bản lĩnh. Kệ, ráng nuôi cô học thêm năm cuối nữa nha. Rồi về cô sẽ lo cho hết cả thế giới này luôn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Hãy nắm chặt tay nhau. Để tay trong tay. Nghe nói gì rồi đó. Hãy làm thủ tục đầu tiên đi các bạn.
không đi, không nghe má đàng hoàng đấy. Trời ơi, nó dễ thương thấy không em gái không? Ôi thấy ghét dễ sợ luôn. Tôi chịu là gái rồi đó nha. Sớm 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 nha. Dạ. Nào, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đến xem phim để cảm nhận tình yêu của nhau nha. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nghề đồng phú. Dễ thương. Tính cách của em hào sảng kiểu như con trai chị nên rất dễ thân với con trai. Em trai có mối tình nào chưa? Cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức. Những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em mà. Cặp đôi đầu tiên thì rất là ok rồi. Hy vọng mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với hai bạn nhỏ. Với cái tinh thần như thế này, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi giới thiệu về mình đi bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Mình là Nguyễn Kim Trọng, quê ở Gia Lai. Hiện tại thì nghề nghiệp chính là làm thiết kế nội thất ở quận 7. Em làm về thiết kế hay bộ phận gì? Em bên bộ phận thiết kế. Thiết kế luôn? Có kiêm luôn cả phần giám sát công trình nếu công ty cần. Rồi, mời bạn gái. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh và chào các vị khán giả. Em tên là Hoàng Thị Kiều Khanh, năm nay 24 tuổi. Trời ơi, bạn trai Kim Trọng, bạn gái Kiều Khanh. Kiều Khanh là vô luôn nha em. Chứ Thúy Kiều là không được rồi đó. Thúy ơi, Kiều Khanh quê ở đâu? Dạ, em ở Khánh Hòa chị. Mình đang làm việc ở đâu em? Em hiện tại là đang làm nhân viên quản lý đơn hàng ở quận 7. Vậy là sát bên rồi, có điều kiện rồi đó các bạn. Ưu điểm, khuyết điểm của Khanh là gì? Dạ, em có nhiều tài lẻ. Ví dụ như hát, múa, thiêu thùa, đan gì thì em đều biết làm. Còn nữ công gia chánh hả? Dạ, còn khuyết điểm của em thì còn gấp đôi ưu điểm. Trong người em nó có nhiều cái mâu thuẫn. Em đi chơi với bạn bè thì tính kiểu nhí nhảnh, gọi là nho nhoi. Còn nhiều lúc thì em lại suy nghĩ là khá chín chắn, cũng cá tính. Nhưng mà muốn nữ tính thì em cũng nữ tính được. Tôi nghĩ là đa nhân cách, sao cũng được. Ngoài ra thì em hay quên. Em hay bị mất đồ. Mẹ em hay nói em là chỉ có những cái thứ gì mà dính trên người em mới không có bị mất thôi. Còn lại là cả cái điện thoại em cũng mất tới 5 lần rồi. Trời đất ơi, mất hoài vậy em. Vậy bộ em chắc em mất nhiều lắm ạ. Thì sao, có bạn trai lo rồi. Có gì bạn trai nhắc nhở đúng không? Dạ. Em có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Em thì khuyết điểm của mình đó là nói nhiều. Nói nhiều riết thành nói nhảm. Nói nhảm lo nó cũng vui chứ bộ. Nhưng mà nói nhảm hoài nó cũng không được tốt lắm á. Còn gì nữa không? Nói nhiều chứ mà nhiều khi lại đối với các bạn nữ, các giới thì thường thường rất là nhát. Còn ưu điểm là gì? Em biết nấu ăn, cũng biết vẽ vời. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiểu mình. Sao là hiểu nó hơi khó? Có nghĩa là thẳng thắn với nhau mọi chuyện, hiểu nhau từng trong cái lối sống, cái cách ứng xử. Rồi chiều cao, chiều thấp, mập lùng như thế nào? Cũng không có cụ thể lắm, tại vì nó hơi chiều tượng một chút. Tìm người yêu trừu tượng cũng khó lắm á, giống như tìm người trong tranh này kia đó. Nói chung là một cái mẫu người mà cá tính, sống không quá nội tâm. Cá tính, hiểu em. Rồi, sao bạn gái? Được không? Dạ, thực ra là ước mơ của em là muốn làm về thiết kế thời trang. Mà trước đây thì em không có cơ hội nhiều, nhưng mà em vẫn đang cố gắng học. Nên em nghe ai mà học về thiết kế em cũng thích lắm chị. Thích lắm phải không? Dạ, có thể chỉ em nhiều cái, ví dụ như mấy phần mềm thiết kế, kỹ năng vẽ chẳng hạn. Tình trường của em thì sao? Dạ, hiện tại thì em chưa quen ai chị. Hồi đi học không ai đeo đuổi mình hả em? Dạ không, tại vì tính cách của em cũng dạng như kiểu hào sảng kiểu như con trai chị nên rất dễ thân với con trai. Nên thành ra chơi một thời gian là tự nhiên nó thành bạn thân. Nên không chắc là không có ý đồ gì luôn. Dạ đúng là em cũng không có ý đồ gì với nó nữa. Trời đất ơi, thôi được rồi.
Thì bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì hy vọng là một người người ta có cái suy nghĩ chị hiện đại, tiến bộ, phải thoáng, nó phải mở, đừng có bó buộc một cái vấn đề gì đó. Về ngoại hình, vóc dáng, em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ em thì em luôn thích những bạn nam cao, là tại vì em cũng hấp cao nhiều. Mét 7 trở lên chị. Mét 7 trở lên. Bên kia cao nhiêu em? 71. Còn gì nữa không? À, bạn thích chơi thể thao, thích chơi bóng rổ. Bên kia có chơi thể thao môn gì không em? Chắc chơi cũng nhiều môn lắm á. Bánh đũa hả? Em trai có mối tình nào chưa? Dạ tính ra thì cũng chưa có một cái mối tình nào gọi là chính thức á. Tại hồi xưa giờ những người mà em theo đuổi thì người ta họ tàn đuổi em không ạ? À, với phần lại thì cái tính cách của em nó cũng hơi gọi là cá tính một chút. Em học bên ngành này thì em thích nghe nhạc rock nè, thích đi phượt, thích đi câu cá, hoặc là em thích đi kiểu phiêu lưu mạo hiểm, thể là vác ba lô vô đi bộ trong rừng vậy. Thích đi kiểu cắm trại ở trong rừng hay là những cái khu mà chỗ nào mà đẹp là em tới. Dạ em cũng thích giống vậy anh. Tính em cũng hay bốc đồng lắm. Em cũng có một số người bạn cũng chơi thân á, cứ thấy cái chỗ nào đẹp hoặc là cái ngõ ngách gì là thích là đi vô là chụp hình, đi bộ vòng vòng thành phố á, xem nó có cái gì thú vị không á. Ồ, nãy giờ mới thấy cái này hợp nè. Được rồi đó, có cái hợp là mừng rồi. Bây giờ để anh coi qua mắt, coi mắt ở bên kia cỡ nào mà tìm mét 71 cái 7. Ồ, chào em gái. Dạ. À, nãy em cao nói đàn ông phải cao 1m7 hả? Dạ. Em hy vọng thôi anh. Hy vọng thôi. Thời buổi hiện đại rồi, không có khó chuyện đó. Giày mà độn lên một khúc gì nó cũng lên cỡ 1m8 à. Dạ em lo nghĩ cho tương lai con em chúng ta thôi anh. Cái gen di truyền á chiếm là 30%. Cái chuyện chăm sóc ăn uống này kia nó chiếm 30%+, và môi trường nó chiếm 10%+, và tổng cộng á là cái gen di truyền có 30%, còn 70% là mình quyết định hết. Có sự can thiệp được. Ờ, can thiệp được ha. Quan trọng là cái tính tình thôi, trách nhiệm, yên tâm. Bây giờ anh thấy nãy giờ em đưa ra mấy vấn đề chưa hợp, nhưng vấn đề du lịch phượt gì đó là hợp rồi. Bên đây thích chụp hình mà, thích cầm máy đi lang thang mấy ngóc ngách. Ngon, trời anh này bao luôn. Anh này lúc nào cái máy chụp hình như người yêu của anh luôn. Tin không? Có mà anh. Có. Vậy là được ha. Dạ. Anh chụp cho em bất kỳ 24/24 luôn. Nhưng mà ví dụ anh bước tới thì em nhắm khoảng bao lâu anh có thể làm được điều đó? Làm gì anh? Tức là bước tới cầu hôn em á. Chứ làm gì? Khoảng 2 năm nữa. 2 năm nữa. Hợp đấy. Em thiết kế thời trang, anh giám sát thiết kế. Tức là hai người đều có con mắt chung là thẩm mỹ về những cái đẹp. Hợp đấy. Nha. Dạ. Sao nãy chị hỏi mấy cái tiêu chí của em đưa ra mà anh này anh ngồi anh im re hả? Không biết sao, để chị qua chị coi coi. Sao vậy? Chào chị. Nó đứng lên coi coi. Thì cao được mét mấy? 1m7 hơn. Dạ em được 1m60. Mét 60 à? Chiều cao không quan trọng đâu em, quan trọng là tâm hồn, tình cảm, rồi đạo đức con người, cách lối sống này thôi chứ. Ôm cái máy chụp hình thiệt luôn hả? Trời ơi, máy chụp hình bự hơn con người, bự lắm à. Bây giờ công việc mình đã ổn định hết chưa em? Nói chung là cũng là ổn định bước đầu. Còn trẻ mà, không có lo, quan trọng là mình phấn đấu thôi. Được rồi, để hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nữa rồi mình mới quyết định được. À bây giờ hôm nay bạn đi là có người thân đi theo không? Dạ có bạn em, bạn chung đại học. Em tên Vy ạ, em xin chào mọi người ạ. Em là bạn học đại học với Khanh ạ. À, Khanh thì là một người em thấy rất là dễ thương. Còn về bạn nam bên đây thì em thấy tính cách thì cũng khá là hợp với Khanh. Dạ. Cảm ơn. Bạn trai, mình có đi với ai không em? À, dạ em đi với chị của em, với em trai và với bạn thân học đại học của em. Dạ chào anh chị. Trọng á, thì biệt danh của Trọng là người nói nhiều trầm lặng. Nên thành ra chàng thì có lúc thì rất là vui vẻ, nhưng mà rất có lúc thì rất là nội tâm. Nhưng mà cái quan trọng là Trọng là một người rất là biết trên biết dưới, một người chu toàn. Với lại là Trọng rất là tốt tính á. Chắc có lẽ tốt quá nên ai cũng nhận là em gái hết, nên đến giờ mới vậy. Bạn gái thì nhiều lắm, nhưng mà dạng như là chắc cậu ta nhát gái quá. Còn về bạn gái bên này thì chị thấy bạn rất là dễ thương,
ăn nói thì rất là nhỏ nhẹ. Mà được thì hai bạn chúc phúc cho hai bạn đến với nhau. Rồi, cảm ơn em. Kéo màn lên. Đó, bây giờ mình bắt đầu chinh phục cô gái bên kia màn nha. Qua nói chuyện đi, xong rồi bắt đầu là tới thời điểm là mình hát tặng quái bài á. Đó. Bây giờ vô mở màn cái hát bài sung sung nghe coi nè. Tại mấy hôm nay đi bị dính mưa. Thôi đứng nói cô gái kìa, nói anh Chí. Nói cô gái đi, đó. Anh có thể hát được một số bài của nhạc của Tây Nguyên. Sẵn tiện đây tặng em, tặng anh chị, tặng khán giả một ca khúc. Ở nơi ơi. Ở nơi ơi. Ở nơi ơi, đàn dê chẳng nhớn nhớ quanh đồi. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình. Ai nghèo cũng có cây đàn cha bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người rất lầy. Được á. Em căng thẳng lắm, em quên mất lời rồi. Có mình làm kỷ niệm liền, chụp tấm hình cho em gái chứng minh rằng là mình có biết chụp hình. Để nó bù vô chiều cao. Đây, tôi né. Chụp cho đẹp nha, để đưa người ta coi không đẹp là không chịu á. Thấp quá vậy. Rồi đưa bên kia coi coi đẹp không. Để đèn nó đánh nó hơi cái màu cao nó cao. Dạ, về chỉnh lại được anh. Đổ thừa đèn đi. Nó tối người ta còn chụp được mà. Rồi, bây giờ bạn nữ hát đáp lại bạn nam một bài hát cho nó tình cảm coi nè. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa. Được nhìn anh đang mong em tới bên anh để nói phút ban đầu. Nhưng ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể nói hết. Sẽ nói được câu bấy lâu, muốn nói cùng anh. Ngồi đi em. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay về tình yêu nha. Anh thấy thì em cũng dễ thương. Anh thích cái giọng nói. Nghe cái giọng nói rất là dễ nghe. Thì không biết là em có khi mạnh dạn lên, tự tin lên em. Anh hỏi gì mạnh chưa? Thôi bạn gái hỏi trước đi cho bạn trai suy nghĩ. Dạ em rất là ấn tượng với giọng hát của anh. Tại vì giọng của anh rất là ấm. Em thấy là có nhiều khá nhiều điểm chung giữa hai người. Anh suy nghĩ gì một cô gái mà theo kiểu hiện đại á, cũng hơi cá tính một xíu chứ cũng không phải là dịu dàng nết na. Hôm nay em cố gắng dịu dàng hết sức mức. Bạn em nó dành kỹ lắm rồi. Thật ra thì anh thích một cô gái cá tính hơn một cô gái truyền thống. Cái thứ hai là với suy nghĩ hiện đại nó phù hợp với anh. Bây giờ quan trọng là ảnh có 1m6 à, vậy em tính làm sao? Thì em hy vọng là anh cao. 1m7. Nhưng mà nếu như mà anh chưa đáp ứng yêu cầu của em thì anh có thể lấy những cái ưu điểm khác của anh. Chụp hình, chụp hình được không? Chụp hình bù lại được không? Em đưa vậy là được rồi. Bù nè, rồi hát bù nè, chăm sóc bù, trời ơi dễ mà. Bây giờ vậy nè, hai bạn đứng lên, hai bạn đứng lên. Bây giờ mình cầm tay nhau đi. Để mình coi mình có cái chuyện đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đây, cầm tay bạn gái. Hai tay đàng hoàng phải bắt tay. Đó. Cảm nhận nhìn nhau 30 giây hai người nhìn nhau. Hai người cũng hợp mà. Để xem cái cảm xúc trong người mình như thế nào. Nha Trang em sống ở đâu? Em ở Cam Ranh. Cam Ranh thì anh có xuống 2 lần, 3 lần gì đó, 3 lần. Đã lên Gia Lai lần nào chưa? Dạ chưa. Em có lên Lâm Đồng, lên Đà Lạt nhưng mà chưa lên Gia Lai. Tết này về Gia Lai hả? Đó, em chưa biết. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng. Đấy. Hợp lý không? Quý vị thấy hợp lý không? Hai người nắm tay nhau nào. Quá hợp lý. Hợp đấy. Đi.
Đó, đó. Mạnh mẽ lên, muốn rủ người ta về Gia Lai là phải mạnh mẽ lên. Ý, đúng. Anh thích nhất như vậy đó. Chàng trai đưa vô cô gái đưa. Đã lắm. Ê, bất cỡ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su Thiên Nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Hy vọng tình yêu đó sẽ được thăng hoa và sẽ có một kết quả tốt đẹp bằng một cái giấy mời chúng tôi. Thưa quý vị, và mọi người có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Và một lần nữa...